Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, đây là tài khoản 10000017060 của học viên đào tạo Forex. Khi chị đến học với mình là gì nhà, chị là người chưa biết gì nhé. Đây là trong quá trình mà chị tập luyện ở trên thị trường. Và nhà từ lúc chị học xong và chị chơi live trực tiếp với cả bản thân mình ở trên thị trường thì mọi người sẽ theo dõi, tài khoản không còn vướng lệnh nhá. Vậy đây tài khoản này một tài khoản mini thôi, nhưng mà gì nhỉ, mọi người sẽ xem xuất phát điểm từ tài khoản bao nhiêu. Khi mà mọi người ở trên thị trường giao dịch thì phải coi được cả tài khoản của đằng trước của họ là chơi nào, cả phần account history như nào. Thì đây thì ngày chị nạp tiền vào là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2017, chị nạp vào là 268 đô. Và mọi người xem đây, tất cả các lệnh chị giao dịch ở trên thị trường. Đây rất là từ từ trên thị trường nhé. Đó. Đó. Mọi người xem, khi mọi người giao dịch ở đâu thì phải coi được cả mặt trước và mặt sau ở trên tài khoản. Đấy, mọi người xem. Đó, đây là đang trong quá trình mà chị tập các cái điểm vào ra lệnh ở trên thị trường của bản thân. Phương pháp của bên đào tạo Forex đã hướng dẫn cho chị, và chị có đánh cả ngoại hối và cả vàng. Và mọi người xem. Đó. Nhìn. Lại vẫn đều đặn nha. Đó, mọi người xem. Đó. Vậy thì tài khoản này là gì nhỉ? Deposit vào là 268 đô và bây giờ là 391 đô, không vướng bất kỳ một lệnh nào trên thị trường nha. Vậy thì tôi sẽ xuất lịch sử giao dịch của tài khoản này ra cho mọi người coi. Đấy, mọi người khi mà mọi người học giao dịch mọi người phải coi đấy. Đây chị Lê Sen nha, tài khoản 10000017060, và mọi người xem đúng không? Đúng không? Rồi, ngày giao dịch đầu tiên nạp tiền. Đây, mọi người xem. Đấy nha. Rồi, xem đây đúng không? Ok. Đây không phải là hình chụp, và mọi người đi học ở đâu và coi lịch sử giao dịch ở đâu thì không được nên coi hình chụp, bởi vì hình chụp có thể ăn cắp chỗ khác, hoặc là chỉ xuất cho phần lời hoặc không lấy demo ra giao dịch chỉ cho các bạn thấy. Đây là tài khoản live nha. Đó, mọi người thấy rất là đều lệnh nha. Đây là đối chiếu với cả tài khoản bên kia, mọi người sẽ tự thấy đây giao dịch đều đặn. Và chỉ còn một tài khoản khác thì từ 800 chỉ đánh lên 1.000 mấy nha. Tài khoản mini này thì chỉ có đưa cho mình. Đó, và mọi người xem. Đó, ok chưa? Đó, mọi người xem. Đó, đó, đầy đủ trên thị trường. Đó, mọi người xem. Và đây đúng chưa? Đó, để mọi người xem đối chiếu, không hề vướng lệnh bất kỳ một lệnh nào trên thị trường nha. Đó, không vướng lệnh ở trên thị trường. Và đây mọi người xem, không có vướng lệnh nha. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.